Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình muốn chia sẻ đến với các bạn thêm một công thức nữa về cách làm món thịt heo ngâm mắm như thế nào để mình bảo quản được cái thời gian lâu. Nếu như mà mình để ở bên ngoài vẫn được ha, hoặc là mình cho vào ngăn mát tủ lạnh cũng được luôn. Thì với cái cách làm này, mình ngâm càng lâu thì cái món thịt heo ngâm mắm của mình nó sẽ càng ngon, cái lớp mỡ nó sẽ càng trong và thịt nó sẽ càng thấm, nước mắm sẽ càng ngon hơn. Mình có thể là bảo quản được ít nhất là 3 tháng, thậm chí là các bạn để được 6 tháng hoặc là 1 năm luôn. Món ăn của mình vẫn không bị hư hỏng gì hết nhưng các bạn sẽ càng ngon. Thì với công thức này, các bạn cần chuẩn bị cho mình. Hôm nay là mình tìm mua ở đây là 1,5 kg thịt heo. Thì mình chọn là cái loại thịt ba rọi, bởi vì nó vừa có thịt vừa có mỡ xen lẫn. Hoặc là các bạn có thể là chọn cái loại thịt heo như là thịt vai cũng được. Nếu mà các bạn thích thịt nhiều hơn thì các bạn chọn là thịt đùi. Rồi với 1,5 kg thịt heo thì ở đây mình có là tiêu sọ. Mình dùng ở đây là tiêu sọ trắng nha các bạn. Đó, rồi 2 tay hồi và 1 củ gừng. Thì mình cũng đã có một clip chia sẻ về cách làm thịt heo ngâm mắm và mình ăn cấp tốc, cũng như là mình bảo quản được thời gian nhiều nhất là 1 tháng. Nếu mà mình bảo quản trong ngăn mát của tủ lạnh và mình để bên ngoài thì cũng chỉ được khoảng từ 1 tuần đến nửa tháng thôi. Thì hôm nay với công thức này, mình sẽ dành cho những bạn nào mình làm để mình ăn Tết nè. Nó đặc biệt là vào mùa đông sắp đến rồi, những ngày Tết sắp đến rồi thì mình nên có một hũ thịt heo ngâm mắm để thế này để mình làm ăn dần nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ bắt tay vào thực hiện món thịt heo ngâm mắm này nhé. Rồi đây là thịt heo sau khi mình đã cắt từng miếng vừa như thế này. Đây là các bạn, đây là cái dấu mộc mà người ta đóng dấu là thịt heo chất lượng á. Thì mình cũng để một chút nữa mình sẽ cắt bỏ cái lớp da này ha. Nhưng mà mình kỹ á các bạn. Rồi thịt heo sau khi mua về thì các bạn nhớ là mình sẽ sơ chế qua với hỗn hợp muối và giấm cho nó sạch. Mình đã cho thật ráo rồi, mình cắt ra từng miếng như thế này. Đó, mình cắt miếng nó cũng hơi to to nha các bạn, bởi vì mình ngâm cái thời gian cũng khá lâu đó. Rồi các bạn sẽ bắt lên bếp một nồi nước sôi. Bây giờ các bạn sẽ cho hết củ gừng mình đã cắt lát nè, mình cho vào đây. Rồi các bạn cho vào đây rượu trắng nè. Mình cho vào đây 2 muỗng canh rượu trắng. Mình sẽ nhấm chừng ha. Rồi nước đã sôi, mình sẽ giảm lửa xuống một chút rồi bây giờ mình sẽ cho thịt và mình luộc. Mình luộc chín luôn nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đi nấu nước mắm nha các bạn. Với 1,5 kg thịt heo thì hôm nay mình sẽ dùng là 1,2 lít nước mắm. Và mình dùng nước mắm độ đạm là từ 29 cho đến là nhiều nhất là 35. Thường thì mình ngâm cái thời gian lâu dài thì mình dùng cái nước mắm độ đạm thấp thôi các bạn. Nhưng mà phải ngon nha các bạn. Rồi bây giờ thì mình dùng nước mắm là 35 độ đạm. Do là nhà mình cái độ đạm thấp hết rồi, mình chỉ còn 35 độ đạm thôi. Cho nên nó là mình chỉ cần ngâm nhiều nhất là 3 tháng đến nửa năm thôi. Còn nếu mà mình ngâm cái thời gian nó lâu hơn nữa, có thể là 1 năm thì cái món thịt heo của mình nó sẽ càng trong và nó sẽ càng mặn thôi các bạn. Cho nên là mình chỉ ngâm khoảng chừng vài tháng để mình ăn thôi. Đó, nếu các bạn mà muốn ngâm khoảng 1 năm thì nhớ nha, dùng nước mắm độ đạm thấp. Mình cho đây là 1,2 lít nước mắm nè. Rồi các bạn cho vào đây là 200ml giấm. Mình dùng ở đây là giấm gạo nha. Giấm mình tự làm ở nhà các bạn. Độ chua cũng vừa phải. Nếu mà giấm của các bạn độ chua nó nhiều quá thì các bạn gia giảm lên nha. Rồi tiếp đến thì mình sẽ cho đường vào. Rồi mình sẽ cho ở đây là 400g đường. Và với công thức này tuyệt đối là mình sẽ không cho nước lọc nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cho tay hồi và tiêu sọ vào mình nấu luôn. Ban đầu mình để mức lửa trung bình nha, để cho nước mắm nó nhanh sôi á. Rồi các bạn thêm một lưu ý nữa là tất cả những cái dụng cụ mà để mình làm món thịt heo ngâm mắm á, đều phải thật là khô ráo và phải thật là sạch nha, phải được tiệt trùng hết nha các bạn. Kể cả keo hũ để mà mình ngâm cũng vậy luôn. Và mình sẽ ngâm bằng hũ thủy tinh chứ mình không ngâm bằng hũ nhựa. Bởi vì mình ngâm cái thời gian lâu đó, hũ nhựa thì nó sẽ không có tốt cho sức khỏe. Và các bạn yên tâm nha, với cái lượng nước mắm tuy là nó nhiều như thế này
Thì sau khi mà các bạn đã ngâm ngâm thịt, các bạn ăn hết cái phần thịt heo rồi, thì cái nước mắm này các bạn có thể là tận dụng để mình kho cá hoặc là kho thịt, chứ mình không có bỏ đi. Cho nên là các bạn cũng đừng có thấy là nước mắm như thế này là mình phí phạm nha, không có bỏ nha các bạn. Thì cũng có nhiều bạn comment hỏi mình đó, thì mình cũng đã có trả lời ở video ở công thức làm thịt heo ngâm mắm ở đợt trước rồi, nhưng mà mình không có trả lời được hết đó, do là cũng nhiều bạn, cho nên là mình sẽ trả lời ở video này luôn. Nước mắm rất là ngon luôn các bạn, các bạn xem màu nè đó. Mình mua tại lò luôn các bạn, mình đi trực tiếp tới lò mình mua luôn á, rất là thơm luôn. Rồi các bạn nhận thấy là nước mắm đường của mình nó vừa sôi lên như thế này là mình sẽ tắt nha các bạn, mình sẽ không nấu quá lâu. Rồi bây giờ thì mình sẽ chờ cho hỗn hợp nước mắm đường của mình nó nguội hoàn toàn luôn thì mình mới cho vào thịt để mình ngâm nha. Rồi nhận thấy có bọt đó thì mình sẽ hớt bỏ cái bọt này. Rồi lúc này thịt heo cũng đã chín rồi các bạn, chín hoàn toàn rồi ha. Các bạn dùng đũa các bạn xâm vào. Bây giờ thì các bạn sẽ ngâm trực tiếp, ngâm ngay vào thau nước đá lạnh. Một cái mình ngâm vào nước đá các bạn, để cho thịt heo nó nhanh nguội cũng như là nó săn lại. Khi mình ngâm nước mắm thì nó sẽ rất là trong, nó không có bị nổi bọt đó các bạn. Rồi thịt heo sau khi các bạn đã ngâm vào trong nước đá lạnh á, các bạn kiểm tra các bạn thấy nó vừa nguội thì các bạn sẽ vớt ra liền. Các bạn đừng ngâm quá lâu, để nếu mà mình ngâm quá lâu á thì nước nó sẽ thấm vào trong cái miếng thịt, thì khi mà mình ngâm mắm á nó rất là dễ bị hư hỏng, dễ lên mốc và mình không bảo quản được lâu. Rồi cái thứ hai nữa là các bạn sẽ vớt ra ngoài một cái rổ như thế này, và các bạn nhớ là mình sẽ chờ cho nó thật là khô ráo nước hoàn toàn rồi mình mới cho vào nước mắm mình ngâm. Và nước mắm thì cũng phải là nguội hoàn toàn rồi mình mới ngâm nha các bạn. Với công thức này các bạn có thể là bảo quản được từ 3 tháng, ít nhất là 3 tháng, cho đến nhiều nhất là nửa năm, thậm chí có người còn để được đến gần cả năm nhưng vẫn không hư nha. Thì vẫn chưa xong đâu nha các bạn, mình vẫn còn khoảng 2-3 bước nữa thì mình mới hoàn tất cái món thịt heo ngâm mắm này. Do là mình làm cái số lượng này là vừa đủ cho gia đình của mình ăn thôi. Trường hợp mà các bạn gia đình đông hơn hoặc là các bạn muốn để dành số lượng nhiều hơn để mình ăn thì các bạn sẽ tăng lên nha. Bởi vì mỗi lần làm thì mỗi lần khó đó các bạn, cho nên là mình có thể là làm số lượng nhiều hơn của mình.